banh lắm. Nghe như đá banh là mình còn khoái nữa chứ. Đi là chú mua banh, mua áo, mua quần thể thao rồi cho Như. Thầy làm huấn luyện cũng mười mấy chục năm rồi, từ đội tuyển rồi xuống năng khiếu. Mà sao con bé này cái dạng nó cá biệt, nó là bẩm sinh mà. Nó đi bóng, nó lừa bóng rồi chẳng như mà hơn người nam. Một cái tốt chất mà bẩm sinh của một viên bóng đá nữ giống như hệt nam vậy. Điều mà ấn tượng nhất trong cái thời gian mà Như lên tập cùng với mọi người á, chính là cái sự siêng năng và cần mẫn. Sau những giờ tập cùng với đội á, có thời gian rảnh là Quỳnh Như tự cầm trái bóng và tự chơi. Chơi suốt trong vòng 1-2 tiếng đồng hồ, cảm giác như là chơi như chơi bóng, không biết chán khi nào mà bị la hoặc là không thể nào mà thấy đường chơi nữa thì Như mới ngưng. Cầu thủ Huỳnh Như, sinh năm 1991, quê ở xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Cô hiện là cầu thủ nữ nổi tiếng của Việt Nam với nhiều thành tích đáng tự hào. Huỳnh Như đã có 7 lần giành ngôi vô địch quốc gia, 2 lần đoạt cúp quốc gia, 4 lần nhận danh hiệu quả bóng vàng nữ Việt Nam. Đặc biệt hơn cả, Huỳnh Như được xem là đặt viên gạch đầu tiên cho bóng đá nữ Việt Nam trong nỗ lực tìm đến sự chuyên nghiệp ở môi trường bóng đá quốc tế khi sang Bồ Đào Nha thi đấu cho Klang FC. Hơn nữa, Huỳnh Như còn ghi bàn cho câu lạc bộ và còn trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trong khuôn khổ giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Bồ Đào Nha năm 2022. Ở tuổi 31, Huỳnh Như vẫn khẳng định và tỏa sáng ở một môi trường được đánh giá cao hơn bóng đá nữ Việt Nam rất nhiều. Thật sự thì khi mà chuẩn bị hồ sơ mà chuẩn bị sang Bồ Đào Nha thì Như cũng có hỏi ý kiến của rất là nhiều người thân của Như, thì một số người thì cũng đồng tình nhưng mà một số người thì cũng không đồng ý, vì mọi người cũng nghĩ là ở một cầu thủ nữ mà ở cái độ tuổi mà trên 30 thì cũng rất là khó để mà thi đấu ở một giải đấu có cường độ cao, đặc biệt là bên Bồ Đào Nha. Nhưng mà quyết định cuối cùng và lựa chọn cuối cùng vẫn là Như, và Như quyết định là Như sẽ mạo hiểm. Bởi vì Như không đặt cao cái vấn đề là mình thành công hay thất bại. Bởi vì Như chỉ muốn là mình có thể xuất ngoại và mình có thể học hỏi hơn được nhiều kinh nghiệm để mà mình khi mà mình trở về mình có thể giúp ích một phần nào đó cho bóng đá nữ Việt Nam. Chi không bất ngờ lắm khi mà Quỳnh Như ghi bàn, nhưng mà bất ngờ là Quỳnh Như ghi nhiều bàn thắng như vậy. Chi nghĩ với cái sự khéo léo cũng như cái chạy chỗ thông minh thì Quỳnh Như ghi bàn là chuyện sớm hoặc muộn thôi. Chỉ hơi bất ngờ là trong một trận đấu thì Quỳnh Như lại được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu đó, là điều là bản thân Chi cũng như mọi người là bất ngờ nhất. Có chuyến về thăm quê Huỳnh Như ở Trà Vinh, chúng tôi được nghe ông Huỳnh Thanh Liêm, cha ruột cầu thủ Huỳnh Như, kể về con gái với niềm tự hào khôn xiết. Ông kể, con gái mê đá banh từ khi còn nhỏ xíu. Năm lớp 4, nhà Huỳnh Như vẫn còn ở chợ Cầu Xây, xã Lương Hòa A. Lúc đó, Như thường chơi đá bóng với các bạn trai cùng xóm vì không có bạn nữ đá cùng. Mấy cô chủ hàng xóm và ba mẹ Huỳnh Như thấy mấy đứa nhỏ yêu thích đá banh nên hùn tiền lại mua quần áo cho, tạo điều kiện cho các em thỏa niềm yêu thích. Những kỹ thuật đá bóng đầu tiên của Huỳnh Như đều do cha mình chỉ dạy. Dân gian có câu nói, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, thì những phẩm chất thiên phú của Huỳnh Như như thể được thừa hưởng từ cha của cô. Khi ông Huỳnh Thanh Liêm hồi trẻ cũng từng là một tài năng đá bóng, đi đá cho xã rồi tới huyện. Như thì nó mê đá banh hồi nhỏ, có chừng 3 tuổi, 4 tuổi gì nó biết đi chạy là nó biết mê đá banh rồi. Rồi khúc đó nhà chú mé sông Cầu Xây á, sợ nó đá lọt cái sông, nó lụm lọt sông. Thế vậy chú mới cột trái bóng lên rồi để trước cửa cho nó đá con mình, lúc đó nó chưa có bạn bè đâu. Cái chú nói nè, con đá vậy nè mới được, cái thấp mà con đá hoài nó không hay đâu. Cái nó đá con giò. Cái chú nói con đá gì cũng không được nữa, con phải đá hai giò. Cái nó đá chân trái cái nó té. Nó đâu có quen. Rồi cái nó còn phải gán là con mới đá hay được. Rồi từ từ cái nó đá được, nó nói chà con đá hết té rồi đó cha. Rồi cái chú nói thôi vậy giờ cứ đá đi. Đi chơi đã vậy đá banh, có trái banh chẹo đó đá thôi chứ đâu có đi đâu được đâu. Tại nó là như là số 1. Nói cái gì mà cái ưu điểm, cái khuyết điểm là nó nhớ liền chứ nó không có để mà khơi khơi đâu. Nó là bẩm sinh á.
Cái thấy nó đâu có bự ngay đâu ha, mà nó đá được. Đá mà tới trúng eo mà nó đá. Nhưng mà chị Như là con gái nhưng mà sao chú cho đi đá banh? Đó, cái đó mới lợi hại á. Nó mê, trời ơi nó mê thôi. Mà mình nói mình cũng mê đá banh, trai gái gì miếng đá là được à, mê được rồi. Bây giờ chú mà không cho nó đi đá banh nó giận chú chắc dữ lắm luôn. Lớp 9 là bắt đầu tỉnh nó bắt à. Lên tỉnh là Như phải học đan buổi. Nhà nội gần đây nè, ra đó học. Rồi mẹ Như bán với cầu xây xong mới chạy xe lên chở Như đi ngoài Trà Vinh học đá banh. Chiều trở về để nhà nội, mẹ nó chạy về cầu xây. Không có dễ đâu nghe. Đầu tư có nhầm khi người ta nói mình sao mà đầu tư cái gì đâu. Con nghĩ từ ở dưới cầu xây chạy lên đây 15 cây. Chở Như từ đây ra ngoài là 13 cây. Mà hoài luôn. Con chú thích là cỡ nào chú cũng chiều hết. Tấm hình cô bé Huỳnh Như tóc ngắn, người nhỏ con mà lại đeo băng đội trưởng giữa những cậu trai cùng rất nhiều huy chương, ghi dấu hành trình của Huỳnh Như trong sự nghiệp vinh quang, khiến cha mẹ cô vô cùng xúc động mỗi khi nhìn lại. Sự thành công của Huỳnh Như không thể không kể đến thầy Triệu Văn Minh, cựu trưởng phòng đào tạo trường Năng Khiếu, kiêm huấn luyện viên đội Năng Khiếu tỉnh Trà Vinh. Thầy Minh là người lập đề án bóng đá nữ tỉnh Trà Vinh và gọi Huỳnh Như lên tuyển, nhưng chỉ một năm đội giải thể. Với tình yêu thương học trò và tin rằng với tài năng của Huỳnh Như, nếu được gửi đúng nơi đúng chỗ sẽ có thể đá cho đội tuyển quốc gia. Không đắn đo, ông liền giới thiệu cô bé 16 tuổi năm đó đến câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh để Huỳnh Như được rèn luyện và phát triển chuyên nghiệp hơn. Qua những cái thi đấu thì thầy nghĩ trong bụng Huỳnh Như là dạng là trời cho chứ không có thầy nào mà giải được vậy chứ. Thầy nói thật. Vậy có thể nói là Huỳnh Như là một hiện tượng của hiện tượng đúng Việt hiện Nam. Tượng giống như là hiện tượng chứ không phải là do thầy tập nha, không phải do thầy tập mà thầy phát hiện Huỳnh Như. Đó. Rồi thầy cứ mài dũa để cháu nó đạt cái tiêu chuẩn để được thi tuyển chọn ở Thành phố Hồ Chí Minh không. Thầy Minh còn chân tình nói với chúng tôi rằng cả đời thầy chưa gặp bé gái nào tài năng như Huỳnh Như, lối đá còn khéo hơn cả cầu thủ nam. Và mỗi lần Huỳnh Như về quê đều ghé thăm người thầy năm nào, cũng như dò hỏi nhờ thầy tìm cầu thủ nhí để phát triển bóng đá trẻ Việt Nam. Có thể nói Huỳnh Như đã ấp ủ một tâm huyết khi không chỉ muốn cống hiến, mà cô còn muốn giúp đỡ thế hệ trẻ có đam mê với bóng đá. Và khi ở trong tập thể, cô thể hiện giá trị của một thủ lĩnh. Chân sút này trong vai trò đầu tàu đã đưa đội tuyển nữ Việt Nam giành vé dự World Cup nữ năm 2023, bảo vệ thành công huy chương vàng ở SEA Games 31. Nhi cũng rất là vui khi Huỳnh Như đạt được nhiều danh hiệu quả bóng vàng như thế. Điều đó không có dễ dàng một chút nào cả. Với sự cạnh tranh của các cầu thủ tốt ở các đội khác thì Huỳnh Như vẫn giữ được phong độ đó, chứng tỏ là cái sự tập trung cũng như cái sự nỗ lực và cái khát khao mà cống hiến cũng như ngày càng hoàn thiện của em ấy ngày càng tốt hơn. Với những cái bước đầu mà khởi đầu thuận lợi của Huỳnh Như ở câu lạc bộ nước ngoài á, thì chị nghĩ đó là một cái nguồn động lực rất lớn cho các cầu thủ nữ Việt Nam, nhất là các cầu thủ trẻ. Họ có thể nhìn vào đó và nỗ lực phấn đấu tiếp bước Huỳnh Như hoặc có thể làm được cái điều hơn cả Huỳnh Như nữa. Thì chị hy vọng là niềm hứng khởi đó sẽ lan truyền nhiều đến các vận động viên nữ, các cầu thủ nữ, kể cả những cầu thủ chưa tập luyện chuyên nghiệp chẳng hạn, nỗ lực hơn để bóng đá nữ Việt Nam ngày càng phát triển hơn. Đó là một khoảnh khắc mà Như cảm thấy rất là hạnh phúc và Như sẽ nhớ mãi cái kỷ niệm này, khi mà xem Bồ Đào Nha thi đấu. Cái môi trường bóng đá bên này nó thật sự là nó rất là sôi động. Hầu như là họ chỉ trông chờ đến cuối tuần để mà được tận hưởng những trận đấu bóng đá. Đến thời điểm hiện tại thì Như cũng phần nào đó hiểu được chiến thuật bóng đá của Bồ Đào Nha và Như sẽ nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa để mà ra sân thi đấu nhiều hơn. Nhân dịp năm mới, Như xin gửi lời chúc đến gia đình, thầy cô, bạn bè thật nhiều sức khỏe, may mắn và luôn hạnh phúc trong cuộc sống. Chúc cho bóng đá Việt Nam sẽ có một năm đại thành công và đặc biệt chúc cho tập thể ban huấn luyện cùng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ có một năm
thắng lợi và gặt hái được thành công ở kỳ World Cup sắp tới.